2332 này này là cái số con trong gia đình đa này, là gia đình nghèo này. Z1 chia 3 có nghĩa là này tôi sẽ làm 3 nhóm 4 nhóm 4 này. Không nhất thiết là nó phải bằng nhau đâu nhé. Giờ Z1 chia 3 x mỗi thằng bằng 4 này. Sau đó mình phân tích ANOVA mẫu phân loại, mẫu gộp này là tổng toàn bộ này. Sau phân loại thành từng nhóm thì mình đang phân tích cho từng cái loại một này. Thế thì kết quả máy nó trả này, analysis tổng quan tiền table này, có nghĩa là bảng phân tích phương sai này. Cái mà mình quan tâm ở đây là lấy từ cái dữ liệu mẫu gộp này. DF là gì, sum là gì, SQ là gì, min SQ là gì, F value là gì, P value. Cuối cùng mọi người phải hiểu P value này, bản chất nó là P value. PR là nên em nó là 0,03083, mọi người cũng không cần quan tâm lắm đến cái phân loại và đây tùa là gì. Bởi vì P giá trị là bằng 0,3083 bé hơn 0,05, tức là mình bác bỏ H0, có nghĩa là điều kiện kinh tế có ảnh hưởng đến số con trong gia đình. Được chưa? Và muốn biết các cặp gia đình nào là cụ thể là cái loại nào nó khác cái loại nào, cụ thể loại nào nó khác loại nào thì người ta sử dụng là cái hàm Tukey HSD như này. Mình đánh thêm lệnh Tukey HSD AOV loại này, cách đọc kết quả này. Phân tích đa khoản, so sánh đa giá trị trung bình Tukey với khoảng tin cậy 95%. Cái dữ liệu là AOV giữa cái thằng mẫu gộp và phân loại. Thế thì bây giờ người ta mới, cái đầu tiên là sự khác biệt thấp nhất, cao nhất và cái giá trị. Sự khác biệt giữa nhóm 2 và nhóm 1 này, vẫn sự khác biệt giá trị là trừ 1,0. Mọi người thôi được rồi, không quan tâm đến cái này nữa, mà mọi người chỉ phân biệt cho tôi cái nhóm 2, 2 trừ 1 này, thì P giá trị của tôi là 0,14021115, có nghĩa là lớn hơn 0,05, nên là tôi chấp nhận là 2 bằng 1. Tiếp tục 3 cũng bằng 1, bởi vì tính được P giá trị là 0,56. Tôi chỉ có mỗi 3 là khác 2 thôi, bởi vì là cái thằng này này nó là 0,0272373, thì mình phải chấp nhận là 3 nó phải khác 2. Nhớ nhé, 3 nó phải khác 2. Trong trường hợp này là 3 nó phải khác 2. Đúng không? Đấy, thế thì ta chấp nhận nguy 1 bằng nguy 2, nguy 3 bằng nguy 1 và nguy 2 khác nguy 3. Được chưa nào? Đấy là cách làm. Bài giảng phần này tôi đã gửi chưa lớp trưởng ơi? Em chưa kiểm tra, bây giờ em mới mở lên để xem. Tôi gửi từ tuần buổi trước trước. 9 này tôi gửi rồi đúng không? Cái gì? Nghĩa là cái này đã gửi chưa? Thầy nhớ là gửi rồi mà. Đảm bảo là bài này thầy gửi rồi, thầy còn giao sẵn cho Rồi cái thầy. bài 61TH1 đây nhá. Đây này, 9 phân tích phương sai thầy còn giao luôn cho cái thằng được học bổng. Ai được giao đọc bài này để phân tích cho cả lớp đây. Có phải Lưu Công Kiên không? À không phải, sorry. Đức Kiên đúng không? Kiên đâu? Dạ. Em làm được chưa? Em chưa. Rồi ông làm cho tôi ví dụ này, tôi cho ông 5 phút. Ông phải làm được ví dụ này giảng cả lớp. Nhanh tay lên.